Nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình được đồng hành bởi Viettel Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 11 năm 2011, hát xoan Phú Thọ của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hát xoan, một loại hình nghệ thuật truyền khẩu đặc sắc, còn có tên gọi khác là hát lãi lèn, hát đúng, hát thờ, hát cửa đình, bắt nguồn từ hình thức hát thờ các vua hùng ở nước ta. Và đến nay thì hát xoan đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa rất đặc sắc của người dân vùng Phú Thọ. Và trong chương trình Khách mời văn nghệ sĩ ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ, giao lưu với một nữ trùm phường xoan của đất tổ, người đã có công lưu giữ, truyền dạy cách hát xoan cho rất nhiều thế hệ. Xin trân trọng giới thiệu nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch đến từ phường hát xoan An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Vâng ạ, rất là cảm ơn nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch đã dành thời gian đến với chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Và xin mời nghệ nhân chúng ta sẽ bước vào giao lưu ạ. Thưa nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch, được biết là bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà đã có truyền thống năm đời hát xoan đúng không ạ? Cả ông nội và cả bố đều là những nghệ nhân và những trùm xoan nổi tiếng. Và mẹ của nghệ nhân thì cũng là một người hát xoan rất là giỏi. Có thể nói là cái chất hát xoan đã ngấm vào người nghệ nhân từ khi còn thơ bé đúng không ạ? Xin được hỏi nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch là những cái ảnh hưởng của ông bà cha mẹ khi mà truyền dạy cho bà về cái loại hình nghệ thuật rất độc đáo là hát xoan này ạ? Tôi rất là may mắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hát xoan. Ông nội tôi là ông Nguyễn Văn Triều là trùm hát, và sau đó đến bố tôi là Nguyễn Tất Thắng là trùm hát, và đến cuối cùng khi ông và bố tôi mất đi thì có để lại cái trùm hát này, giao lại trách nhiệm trọng trách là trùm hát cho con gái đầu tên là Nguyễn Thị Lịch, và tôi hiện nay đang gìn giữ. Và hiện nay tất cả con cháu cháu chắt nội ngoại của tôi đều trong nằm phường xoan của An Thái chúng tôi. Thế thì cái điều đó là cái điều mà tại sao tôi lại yêu hát xoan mà tôi lại biết hát xoan nhiều như vậy, là tôi rất là may mắn sống trong một gia đình có truyền thống như vậy, được theo cha ông tôi từ nhỏ đi hát xoan, không những ở địa phương mình và còn đi khắp tất cả các tỉnh và các huyện của các bạn trong tỉnh Phú Thọ chúng ta. Thì vậy thì cho nên là tôi rất là tham hiểu về hát xoan do từ cha ông truyền lại cho tôi đến bây giờ và tôi vẫn gìn giữ được. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng là với tình yêu với hát xoan mà nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch đã dành cả cuộc đời và tâm huyết của mình để mà bảo tồn, lưu giữ, truyền dạy và phát huy nghệ thuật hát xoan. Và cũng bởi yêu hát xoan mà nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch đã chèo lái con thuyền cho cả một phường xoan cổ của Phú Thọ cũng phát triển như ngày hôm nay. Và rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch ạ. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức hai trong số những bài hát nghi lễ thời vua Hùng, đó là bài hát xoan nhập tịch mời vua và bài giáo trống giáo pháo do nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch và tốp nghệ nhân của phường hát xoan An Thái biểu diễn. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Mà chỉ ơ chỉ vì
mừng làng là sống lâu. Cảm ơn nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch cùng với Tốp Nghệ Nhân đã vừa cho quý vị khán giả được thưởng thức những cái màn hát xoan rất là đặc sắc. Vâng, xin được hỏi nghệ nhân ưu tú là nghệ nhân có thể giải thích cho quý vị khán giả đôi chút để quý vị có thể hiểu rõ hơn về hai cái bài hát xoan vừa rồi mà nghệ nhân đã biểu diễn ạ? Trước tiên tôi cũng phải giải thích để khán giả hiểu rằng hát xoan Phú Thọ là loại hình nghệ thuật đặc sắc của vùng đất tổ, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa cổ gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Hát xoan mang tính chất nghi lễ phong tục được trình diễn ở cửa đình vào mùa xuân. Và nghệ thuật hát xoan được hình thành thì thời kỳ Hùng Vương dựng nước, gắn liền với thờ cúng tín ngưỡng Hùng Vương của người Việt cổ.
Và trải qua tháng năm dài lịch sử, hát xoan đã được phát triển trong cộng đồng, được dung hòa giữa ca hát nghi lễ, ca hát dân gian nguyên thủy. Và đến thời Hậu Lê, bản hát xoan đã được các nhà nho biên soạn và lưu truyền cho đến ngày nay. Như vậy, nghệ thuật hát xoan của tỉnh Phú Thọ qua thăng trầm hai cuộc chiến tranh tàn khốc như vậy, nhưng tiếng hát xoan vẫn đâu đó vẫn văng vẳng trong lũy tre làng. Và đặc biệt, người dân Kinh Đô Văn Lăng xưa rất yêu hát xoan và để lại những âm hưởng của hát xoan. Nó có thể là bao lạ ngàn đời nay vẫn còn vang vọng từ núi rừng trùng điệp cho tới nơi tấp nập tàu thuyền. Như vậy, hát xoan của chúng tôi không chỉ còn nằm trong bốn phường Xoan Gốc mà đã bay cao, bay xa hơn rất rất nhiều, và đặc biệt các bạn trẻ bây giờ rất yêu xoan. Rất là nhiều bạn trẻ yêu xoan như vậy, và cũng rất là nhiều quý vị khán giả muốn nghệ nhân giải thích để mọi người biết rõ hơn về cái hai cái bài hát xoan mà nghệ nhân vừa biểu diễn ạ. Ở mỗi phường Xoan Gốc chúng tôi chuẩn bị và chương trình hát xoan của những ngày hội làng hoặc là ngày lễ hội đền Hùng đều có hát nhập tịch mời vua. Tức là nhập tịch là khi các cô đào hát và kép hát đến tại cái miếu nơi thờ tự của người để hát cái bài nhập tịch mời vua, đón rước vua về để nghe hát tại đình làng. Tức là giáo chống giáo pháo đó để đón rước vua về nghe hát của hát xoan, của phường xoan, của mỗi phường Xoan Gốc ở tỉnh Phú Thọ chúng tôi. Đó là ý nghĩa của cái bài hát xoan nhập tịch mời vua và giáo chống giáo pháo là như vậy. Vâng, rất là cảm ơn nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch đã giải thích để quý vị khán giả có thêm được những thông tin về hai bài hát xoan rất là đặc sắc, đó là nhập tịch mời vua và giáo chống giáo pháo vừa rồi. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục thưởng thức bài hát xoan Chàng Mai Cách, Tứ Dân Cách và Ngư Tiểu Canh Mục Cách do nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch và top nghệ nhân đến từ phường hát xoan An Thái biểu diễn. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Mừng vua dựng nước, ôi gọi là dân được, ôi a phong lưu đắm mát mà bốn bề, ôi a là Cửu Châu mới a là yên a thuận, ừ là mới a yên a thuận a ơi gọi là dân. Gọi là đêm
dân xoan cách là hỡi kho tàng chấm dậy căn qua lại rơi mà lại bế làng ngơ ta sáng giàu là hỡi tư dân mừng sĩ ở đầu một mai mà thi đỗ vinh ngơ quy dược về vua vàng mà ban tuế là ngỡ ta sáng giàu
mỗi năm đi là mỗi tăng. Nhân đinh mà thinh vương trời ơ ban là cho làng. Bye.
liễu điệu ra mọi nơi, say rượu mà liễu điệu vấp sập ngã cái đám trầm xoan. Cười nàng bơ tháng sáu ngày đôi mười tư lá hỡi trên đồng gặp trần gió mùa, lá hỡi gãy đi mà bữa lại, lá hỡi lúa tốt đổi ơn lá ma thừa, lá hỡi ma thừa cây đoàn buông tay. Hay là thân hay, hay là hay là thì cây đoàn đi muông tay, la hỡi năm nay mà lúa tốt đi muôn công, mồ hôi có nếp lầu, la hỡi phong đăng thì hoa cốc đi đầy đã. Vâng, xin cảm ơn nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch và Tốt Nghệ Nhân đã vừa có màn biểu diễn hát xoan rất là đặc sắc. Xin được hỏi nghệ nhân là trong cả ba bài hát vừa rồi thì đều có chữ cách. Nghệ nhân có thể giải thích rõ hơn về điều này được không ạ? Và nghệ nhân cũng có giải thích thêm cho quý vị khán giả được hiểu rõ về ý nghĩa của ba bài hát vừa rồi ạ. Tức là thế nào gọi là hát cách? Hát cách tức là hát hết cách này, chuyển sang cách khác. Đó là hát cách. Và trong hát cách ấy, thì có kép đưa cách và có đào hát. Đào hát vừa múa vừa hát, miệng hát, tay uốn, chân nhón, mắt đưa. Đó là đào hát. Còn kép hát thì đứng đưa cách, dù thuộc bài mấy nhưng vẫn phải có sách. Tức là cha ông ta nói là từ trước tới giờ nói gì cũng phải có sách để nói. Như vậy khi dù thuộc bài nhưng vẫn cầm sách để hát cho bảo đảm an toàn hơn. Và trong hát cách ấy, thì cách hát của kép hát ấy, nó có 3 phần. Phần thứ nhất đó là giáo cách, phần thứ hai là dẫn cách và phần thứ ba là kết cách. Vậy tất cả các cách hát của chặng hát cách có 14 bài hát cách. Trong 14 bài đó đều nói lên là những công việc làm của cư dân và đồng thời mô phỏng lên những cái việc làm đó. Ví dụ như ngư thiều canh một cách, ngư là nghề đánh cá và thiều là đốn củi, canh mục là cày bừa. Và cách là cách hát. Tức là ví dụ cả đến cái bài hát là tứ dân ngư nghiệp đó là đều nói lên là nghề nghiệp của người dân thời Việt cổ, làm ăn nó vất vả, những điệu múa tại sao lên xuống, lên gác xuống gành, lên thác lại xuống gành như vậy. Tức là mô phỏng lên thời đại lúc bấy giờ vô cùng vất vả của người dân Việt Nam chúng ta, người Việt cổ chúng ta trước đây là rất vất vả và khó khăn. Chính vì vậy cho nên là với điệu múa mô phỏng với lời hát, mô phỏng với việc làm để biết rõ là những cái bài hát đó đang nói lên về công nông ngư nghiệp hay nói lên về cái ví dụ chàng mai cách để nói lên điều gì. Tức là chàng mai cách để tri ân công đức tổ tiên vua Hùng dựng nước. Cho nên là bài hát chàng mai cách bao giờ cũng được hát sau hát nghi lễ, là hát bài chàng mai, là tỏ lên là cái lòng đoàn kết của mỗi người dân thời Việt cổ lúc bấy giờ đối với vua đã dày công và dựng nước của chúng ta. Đó là cách hát của cái bài chàng mai cách và tất cả những bài như tôi đã giải thích. Tôi cũng xin giải thích thêm về cái bài hát tức là ngư tiều canh mục cách. Tức là ngư là nghề đánh cá, tiều là nghề đốn củi, canh mục là cày bừa. Cho nên là chúng tôi hát bài đó tức là để mô phỏng lên tất cả những công việc làm của các nghề nhà nông thời Việt cổ, làm lụng vất vả
khó khăn, cho nên đào hát mới có những bước lên, bước xuống thăng trầm như vậy để mô phỏng lên, nói lên những cái khó khăn việc làm của những người nông dân thời Việt cổ như vậy. Thì câu hát đó là câu hát để giới thiệu cho mọi người biết là ai đó chưa hiểu được cũng có thể hiểu được ngay đó là những công việc đó là việc gì. Đấy là cách hát và là như vậy. Và trong hát cách ấy, thì có dẫn cách và kết cách và giáo cách của kép hát. Và đào hát, miệng hát, tay uốn, chân nhón, mắt đưa. Đó là cách trình diễn của hát xoan là như vậy. Vâng. Rất là cảm ơn nghệ nhân đã vừa có những cái giải thích rất là thú vị. Thực sự thì khi mà nghe và thưởng được ngắm nhìn các nghệ nhân biểu diễn ở trên này thì Ngọc Anh cũng như là quý vị khán giả đã cảm thấy rất là thích thú rồi. Nhưng mà khi mà được nghe nghệ nhân giải thích rõ hơn về những cái ý nghĩa của những cái làn điệu này thì thực sự là nó là một những cái thông tin vô cùng là thú vị để quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về loại hình văn hóa rất là đặc sắc của tỉnh Phú Thọ này ạ. Rất cảm ơn nghệ nhân. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục thưởng thức bài hát xoan Hò Treo Cách, Xoan Thời Cách và Hạ Thời Cách do nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch và tốt nghệ nhân đến từ phường hát xoan An Thái biểu diễn. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Xoan thời cách lập theo cuồng thời tích xoay vần là dây gấm trúc mái kề yên lộc là phù phê phê thương xoan mến ngược nên ra là tìm đi chiếu sầu thương nhớ khắc khoái tứ quý tiếng gồm mây xanh rôn dập khắp bay tiên mắt đỏ hồng hồng gấm liễu hoa hồng người tiên mừng đúng đỉnh mặt ní tiên đào một cảnh ghi thiểu cuông đưa nhau về cho đến là bên hương hê là mưa vừa vui nhau về là cho đến ôi hê ơi là thời hê ôi là biên dương mà ngõ liêu gửi thương muôn phần là đứa cố nhân thì lòng còn kêu cách tỏ lòng sầu mỏi mạch nhỏ to mà gương mô đôi ca ở đầu
quê cây thì ngắt ngọn mong thu tiền lo mà cho quê nguyện cho mùa hè lá dở giang khê thấy trường mà thanh đi vắng cười nam muôn thì náo bóng đi ban trường
họ treo cánh thuyền chèo đánh cá bên tâm mà dương ngày thời dài nắng đêm dầm sương đánh cá phen này hòa về cho được đem về trả nợ cho vua đế vương. Chào đón toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình được đồng hành bởi Viettel Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Khách mời văn nghệ sĩ lần trước thì hát xoan Phú Thọ, loại hình nghệ thuật đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đã được nữ chùm xoan của đất tổ giới thiệu tới quý vị và các bạn, đó chính là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục được thưởng thức những nét đặc sắc của hát xoan Phú Thọ, cũng như là được lắng nghe những chia sẻ, những tâm sự của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch về chuyện đời và chuyện nghề. Và xin được cảm ơn nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch đã tiếp tục dành thời gian đến với chương trình Khách mời văn nghệ sĩ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ạ. Xin kính chào tất cả các đồng chí và các bạn đang theo dõi trên màn hình nhỏ của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên.
Rất cảm ơn nghệ nhân và xin mời nghệ nhân chúng ta sẽ cùng giao lưu với khán giả. Thưa nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch, tại phiên họp lần thứ 12 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2013 của UNESCO diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc, thì hát xoan Phú Thọ đã thoát khỏi danh sách đó là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch chính là người đầu tiên được đón nhận cái tin vui này, đúng không ạ? Vậy bà có thể chia sẻ với quý vị khán giả được biết là cái cảm xúc của bà khi đó là như thế nào ạ? Với tôi thì vô cùng phấn khởi. Bởi vì tôi biết rằng là ngày hôm đó được biết tin là vào lúc 8 giờ 5 phút là thoát khỏi khẩn cấp và trở thành di sản chính thức của nhân loại. Tất cả các nghệ nhân đến nhà tôi, phường Xuân An Thái chúng tôi tập trung tại nhà tôi để chờ đợi TV phát sóng để đón xem chương trình thoát khẩn cấp. Đúng, tôi và các nghệ nhân trào nước mắt. Bởi vì hát xoan này nó có lâu lắm rồi, từ đời này sang đời khác mà cho đến bây giờ lại được thế giới biết đến, vinh danh. Điều đó là chúng tôi rất tự hào. Trong niềm vui xúc động tự hào đó, nhưng mang theo cái niềm mà đam mê hát xoan nay tất cả mọi người đã biết đến và được quốc tế ghi nhận vinh danh là điều vô cùng phấn khởi và xúc động của các nghệ nhân chúng tôi, phường Xuân An Thái. Vâng ạ, thực sự là rất là cảm động với tình cảm của nghệ nhân cũng như là của toàn thể nhân dân Phú Thọ dành cho hát xoan. Đến giờ này mà nghệ nhân vẫn còn nhớ như in đến cả giờ, cả phút khi mà mình đón nhận được cái tin vui đó, đúng không ạ? Và riêng với nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch thì có thể nói rằng là bà đã dành cả cuộc đời và tâm huyết của mình để mà nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy nghệ thuật hát xoan của Phú Thọ. Rất là cảm ơn những cái sự rất là tâm huyết đấy của bà. Ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục thưởng thức bài hát xoan, hát bỏ bộ và bài hát bợm gái thét trầu do nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch và tốp nghệ nhân của phường hát xoan An Thái biểu diễn. Oh,
bái gia ta xá bái gia bái hờ là gia hờ là bái gia hờ là gia tôi ở là tay tôi sửa mũ đồng ở là cân tôi đôi đầu Cảm ơn nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thiện Lịch và tốt nghệ nhân của phường Hát Xoan An Thái đã vừa gửi tới quý vị khán giả những cái tiết mục hát xoan rất là đặc sắc. Vậy thì nghệ nhân có thể giải thích rõ hơn về ý nghĩa của những bài hát xoan mà nghệ nhân vừa biểu diễn được không ạ? Dạ vâng. Hát bỏ bộ là lối hát phồn thực của người nông dân thời Việt cổ. Hát đến đâu là minh họa điệu bộ đến đó. Người xem nhìn điệu bộ có thể đoán biết được những công việc làm của cư dân trồng lúa nước. Ví dụ như xe chỉ, vá may, dương cung, bắn cò, hoặc là dắt mẹ qua đèo, hay nói chung trong chùm bỏ bộ đó rất nhiều bài hát bỏ bộ. Cho nên là chúng ta cứ nhìn thấy những động tác làm của các nghệ nhân trình diễn trên sân khấu, chúng ta sẽ hiểu được rằng đó, nghệ nhân đó đang làm gì, tức là đang hát gì đó, đang xe chỉ vá may, hay đang là trồng đậu, trồng mừng, hay là đang hát về
Dương cung bắn gò. Đây là chúng ta có thể hiểu biết được những công việc làm của cư dân trồng lúa nước. Vâng, thế còn hát bợm gái thết trầu nghĩa là gì ạ? Vâng, và có lẽ bợm gái thết trầu, đây là cái lối hát tức là nam nữ trêu chọc lẫn nhau. Bợm gái thết trầu là nam nữ trêu chọc lẫn nhau, người ta dí dỏm với nhau. Lúc bấy giờ, ví dụ trầu anh, trầu túi, trầu khăn, trầu em giải yếm, để lâu nó cũng tàn. Đó là những câu nói, đó là những câu trêu chọc lẫn nhau của cái thời đại lúc bấy giờ, là người ta rất tế nhị, nó ẩn náu, rất nhân văn. Có những cái điều mà chúng ta phải nghĩ thật sâu sắc mới hiểu được, là người ta trêu ghẹo nhau như thế, là giữa trai và gái trêu lẫn nhau, ghẹo lẫn nhau, đó là hát bợm gái. Dạ vâng, có thể nói là nghệ thuật hát xoan vô cùng độc đáo, vừa là mô tả tất cả những cái nét sinh hoạt, những cái nét lao động hàng ngày, và trong đó thì có những cái nét rất là giao duyên tinh tế, dí dỏm giữa trai với gái, đúng không ạ? Rất là cảm ơn những giải thích rất là thú vị vừa rồi của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục thưởng thức các bài hát xoan, đó là hát du mời rượu, xin huê đấu huê và đấu chữ, và bài mó cá. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Để tôi khuyên rồi hơn.
anh xin nương một chút huê, sao hỡi ơ nương. Trình trường quân tử trường cho có đại môi, trường báo duyên tôi là huế gì, hỡi duyên tôi là huế gì. Ừ à, anh xin nương một chút huê trong đâu, sao hỡi ơ nương. Quê trong đâu anh chặt chữ quê gì, thời trường phải đi cho tiếp được à anh. Chữ quê trong đâu anh đặt là quê gạo, sao hỡi ơ nương. Quê gạo mùa này nó chưa nở, để một mai nó nở tiếp này về. Trong yên sao hỡi ơ nương. Huê trong yên anh đào chữ huê gì, thời trường phải đi cho tiếp được à hay. Ừ à, chữ huê trong yên anh đặt là huê tình, sao hỡi ơ nương. Huê tình mùa này nó chưa nở, để một mai nó nở kiếp lại bé cho trường, nay trường trả yêu mai trường trả dâu, để quê nụ héo quê hời, quê hời ơi là quê. Anh đố em biết quê gì nó nở trên rừng bạc bội, anh đố trông, anh đố em biết huê gì nó mùa đông ở vàng trắng vàng, nó mùa đông ở vàng trắng vàng. Anh đã đố thời anh lại giảng qua hòa, em già biết thời anh giảng có dân là nghe, thời anh giảng có dân là nghe. Huê xin huê mùa nó nở trên rừng bạc bội, nhược bằng huê lúa nó nở nỗi đồng à không, nhược bằng huê giữa nở bảy tám lần à trông, nhược bằng huê cải nó mùa đông ở vàng trắng vàng, nó mùa đông ở vàng trắng vàng. Đường ơi đường đen lại hơi là lẽ, đường ơi
bắt đầu. Đem lên mà cũng tiếng cả làng yên bình yên. La vong mi a vong tầm, vong vong tầm mi a tầm vong. La vong mi a vong tầm, vong vong tầm mi a tầm vong. Mò đây ta lại mò đây mà chẳng được. Lại đây mò ta mò. Biểu diễn những bài hát xoan rất là hay. Vậy nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch có thể giải thích với quý vị khán giả về ba bài mà nghệ nhân vừa biểu diễn vừa rồi được không ạ? Dạ vâng. Vừa rồi chúng tôi biểu diễn hát Xin Huê, Đố Chữ và hát Giã Cá. Tức là hát Xin Huê, Đố Chữ giữa trai làng sở tại với các cô gái đào xoan. Họ đố nhau không chỉ để và thử thách cái sự hiểu biết của nhau, và họ đố nhau để có cái nghĩa giải chữ nôm. Ví dụ anh đố chữ thì anh đố em biết chữ gì trên trời rơi xuống. Hát xoan ở đây là hát bằng chữ Hán mà chuyển sang chữ nôm, thì mọi người con trai đó kép hát đó hỏi đối lại xem các em có giải thích được không. Tức là họ thử thách nhau về nghĩa giải chữ nôm của chúng ta. Cho nên là mới có những bài Xin Huê và Đố Chữ, nó là như vậy. Hát mó cá hay còn gọi là hát giã cá, đấy là cách hát của các phường xoan. Tức là sau khi mà hội làng đã kết thúc, bài kết thúc cuối cùng là hát giã cá, tức là các trai làng vây vòng trong giả làm cá, các cô gái đào xoan vây vòng ngoài giả làm lưới. Cuộc đụng chạm cứ sờ bắt như thế diễn ra trong đêm. Khi nào bắt được con cá to mà dâng lên nhà vua thì cuộc vui mới kết thúc, cũng là lúc tang tảng gà gáy canh năm. Như vậy giữa trai cả làng sở tại với các cô gái đào xoan bắt cá cả đêm để cố kiếm được con cá to nhất dâng lên nhà vua, người đó có phước lộc. Đó là cách hát bài cuối cùng là hát giã cá, kết thúc của chặng của 31 bài hát xoan là dạ như vậy. Thế còn hát ru mời rượu thì là như thế nào ạ? Hát ru mời rượu là lối hát tỏ lòng thành kính của các cô gái đào xoan với quan chức trong triều. Tức là chỉ có quan chức trong triều mới được uống chén rượu mời của các cô gái đào xoan. Mà trước đây khi uống được chén rượu mời của các cô gái đào xoan, người đó phải cảm thấy là nó vô cùng phấn khởi và nó mạnh khỏe vô biên luôn đi. Và có thể nói là trường sinh bất lão luôn. Đó là người ta mô phỏng lên chén rượu mời đặc biệt của cô gái làng xoan. Nó là như vậy. Cho nên là bây giờ nếu chúng tôi đi hát ở đây, ai đó được uống chén rượu mời, tôi mới nói là trường sinh bất lão là như vậy. Vâng ạ, quả là không hổ danh là nữ trùm xoan của đất tổ ạ. Rất là cảm ơn những cái giải thích rất cặn kẽ, chi tiết và vô cùng thú vị vừa rồi của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục thưởng thức tài nghệ của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch cùng với tốp nghệ nhân của phường hát xoan An Thái với bài hát xoan Hồi Liên Cách. Thank you.
hội liên xoan cách kinh trình quan viên dẫn cách hội liên thời xưa thái tạc sinh nàng đế nguyên mày liễu sinh thay thánh tân dòng dậy đến khi mới bậy cha thác chẳng còn lòng mẹ thương con đêm ngày ấm ủ thắp nhang khấn Phật khấn nguyện đêm ngày vậy có câu thưa đưa hồi liên à rằng sao ơi rằng tình cờ gặp lại ôi a đế vương phải chăng là con tạo hoa ôi a la nhường đêm nằm mơ thấy ông bút bảo mày lấy chồng ôi a là bạn nhang thưa hồi liên ấy mấy xe là đây ấy mấy gọi là đây xe lên là đường nàng ở trong phòng thục nữ ôi a chính chiến đêm ngày mà cấn nguyện lấy chồng đê à vương thưa hồi liên ấy mấy xe là đây ấy mấy gọi là đây xe lên là đường dầu chứng là con tạo hoa ôi đêm ngày mà thánh vắng hòa đề bạn nhang ban là hàng tôi phải đón ấy để động ngay xe vàng thì thưa hồi liên ấy mấy xe là đây ấy mấy gọi là đấy xe lên là đường xe vàng đến đón ôi hồi liên ấy mấy xe là đây ấy mấy gọi là đấy xe cười ôi mới phương con tôi mà lấy được ấy để vương thua nào nhị thưa hồi liên ấy mấy xe là đây ấy mấy gọi là đấy xe lên là đường bụt cười ôi linh thay ông bụt mà bảo mày lấy chồng nhang nhị thưa hồi liên ấy mấy xe là đây ấy mấy gọi là đấy xe đây là đường đưa dẫn là dẫn ôi đường xa bao giờ mà đến nhà lòng những thấp mà phân nhị thưa hồi liên ấy mấy xe là đây ấy mấy gọi là thưa nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch, bà có thể giải thích rõ hơn về bài Hồi Liên Cách nghĩa là như thế nào được không ạ? Bài hát Hồi Liên Cách cũng là một cách hát, tức là đang nói lên, mô phỏng lên những cô gái của làng Xoan rất tha thiết, rất yêu thương và ai đó rất mong muốn được vào hầu trong cung. Nhưng không phải dễ ai cũng được vào. Chính vì vậy cho nên là cách hát này tại sao mới nảy ra là xe đẩy, đẩy xe lên đường.
đâu không phải dễ, ai cũng được ngồi cái xe đó để đẩy xe lên đường, được đi vào hầu quan chức trong triều rất khó. Đây là cách hát dành riêng cho các cô gái đào xoan, ai đó mơ mộng được vào hầu trong cung. Đó là cách hát của Hồi Liên Cách. Dạ vâng, rất cảm ơn những giải thích vừa rồi của nghệ nhân ạ. Thưa quý vị và các bạn, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch trưởng thành trong một gia đình có truyền thống hát xoan, ông nội rồi đến bố đều là những chủng xoan nổi tiếng. Trăm năm gắn bó chữ niêm, chữ tình tạc dạ, chữ duyên ghi lòng. Ở bến đò Đức Bác bên dòng sông Lô thơ mộng chính là nơi mà lưu giữ những kỷ niệm thời thơ ấu của Đào Lịch. Và năm 13 tuổi thì bà đã thuộc hết 14 quả cách, tức là 14 làn điệu đúng không ạ? Và trở thành đào nương trẻ tuổi nhất của làng An Thái. Thưa quý vị và các bạn, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch là cháu nội của cụ Nguyễn Văn Triều, là một nghệ nhân hát xoan có tiếng trong vùng. Và khi cụ Triều về cõi thì đã trao lại sứ mệnh trùm phường xoan cho con trai là ông Nguyễn Tất Thắng, tức là bố của Đào Lịch. Và những chiến tranh thì đã khiến cho làn điệu xoan để có lúc đứt đoạn đúng không ạ? Tuy là phường xoan không còn nhưng bà Lịch vẫn dành đam mê cho hát xoan như đã gắn bó máu thịt với mình. Và xin nghệ nhân hãy cho quý vị và các bạn được hiểu rõ hơn về quá trình mà bà đã gìn giữ và phát huy nghệ thuật hát xoan cho đến ngày hôm nay ạ. Bố tôi là làm công tác tại Ty Công an tỉnh Vĩnh Phú xưa và tỉnh Phú Thọ bây giờ. Nhưng mỗi tuần thứ bảy chủ nhật về là bố tôi toàn triệu tập các cụ ông cụ bà trong làng, các ai đó muốn yêu xoan, đến hát xoan thì đến tại nhà tôi để bố tôi dạy hát. Tôi thẩm thấu hát xoan từ ông nội tôi từ năm 6 tuổi và cho đến năm 13 tuổi thì tôi đã biết hát 14 quả cách. Bởi vì tôi đi theo ông, theo cha như thế thì câu hát xoan vướng vít ấy nó lúc nào cũng vướng vít trong tâm trí của tôi. Cho nên lớn lên tôi đã từng xây dựng những và giảng dạy cho tất cả các đồng chí thanh niên ở trong làng biết hát xoan. Ví dụ như con trai tôi bây giờ, năm nay em 47 tuổi, tương lai làm trùm thay mẹ cũng sẵn sàng. Nhưng em cũng đang bận công tác và đặc biệt em cũng đã đi trình diễn. Đó là trùm tương lai của tôi chuẩn bị truyền cho con trai tôi. Những kỷ niệm sâu sắc nhất là gì? Tức là tôi vô cùng xúc động trước khi bố tôi chuẩn bị mất. Bố tôi có đưa lại tất cả những cái tài liệu liên quan đến hát xoan mà bố tôi chép được bằng từng tờ giấy nhỏ một. Và có dặn tôi rằng con hãy giữ lấy tất cả những cái tài liệu này. Nếu sau này có ai hỏi đến thì con đưa cho họ, trả nó phí đi. Thì tôi có trả lời là cả đời bố, cả đời ông không ai hỏi đến thì ai hỏi con làm gì? Sao bố lại cứ nghĩ vậy? Thì bố tôi trả lời là đừng cãi bố nữa, bố cũng không sống được mấy nữa. Và con nghe bố, sau này có ai hỏi đến con đưa cho họ, báo chí đó có ai hỏi đến con cứ đưa cho họ đi, chả nó phí mất cả đời bố, đời ông gìn giữ. Thì đúng, quả thật, nghị quyết Trung ương 5, lập tức được ra mắt nghị quyết Trung ương 5. Tôi vô cùng phấn khởi và đồng thời tôi cũng sẵn sàng có nhà báo, nhà văn đến nhà tôi. Tại nhà tôi hỏi tôi thì tôi cũng đã đưa tất cả những tài liệu mà tôi gìn giữ khi ông và bố tôi mất đi, thì đưa cho tất cả các nhà báo và cho những người nghiên cứu, thì họ đã nên nghiên cứu và đã hiểu rõ về cái nguồn gốc, cái lịch sử của hát xoan và đặc biệt cái loại hình nghệ thuật độc đáo của vùng đất tổ chúng tôi mà hiện nay đang gìn giữ. Đó là những cái kỷ niệm sâu sắc nhất. Nếu như mà không nghe bố, nghe ông thì làm sao giữ được đến bây giờ. Đấy. Bây giờ trước đây làng An Thái chúng tôi có 3 phường hát, gọi là phường hát xoan. Thế thì hiện nay có 2 phường không còn người để nối dõi tông đường nữa. Mà bây giờ phường duy nhất là phường của tôi là ông Nguyễn Văn Triều. May có cháu nội, bố tôi là Nguyễn Tất Thắng, đã dìu dắt và cũng rất là may cho tôi là cơ duyên nào đó mà để tôi giữ được câu xoan cho đến bây giờ. Quả là không dễ. Viết bao nhiêu thăng trầm, lên thác xuống gành, muốn bỏ bao nhiêu lần. Nhưng không, tôi vẫn cứ tiếp tục, vẫn hát, vẫn gìn giữ, vẫn truyền dạy. Và hiện nay truyền dạy rất rất nhiều cho các em học sinh trong tỉnh và tất cả trong cộng đồng nghệ nhân kế cận và nghệ nhân tương lai học rất là nhiều. Thì hiện nay là tỉnh Phú Thọ chúng tôi hát xoan đã bay cao, bay xa hơn rất nhiều. Dạ vâng. Với những cái nỗ lực truyền dạy của nghệ nhân như vậy thì ngày nay lớp trẻ ở Phú Thọ thì tiếp cận với hát xoan như thế nào ạ? Có nhiều người biết hát xoan hay không ạ? Dạ vâng. Nếu nói trước đây ấy, thì các em nó chưa hiểu hết câu xoan là gì. Bởi vì hát xoan ở đây hát toàn bằng chữ thôi. Nếu chúng ta hiểu ra mà ngồi ngẫm nghĩ ra nó hay vô cùng, hay lắm. Nó quyện vào nhau hay lắm.
Nhưng mà trước đấy các em chưa biết hát. Nhưng bây hiện tại bây giờ, vùng quê đất tổ chúng tôi, các em thanh niên rồi thiếu niên nhi đồng, từ nhỏ tuổi nhất là mẫu giáo đã học hát xoan. Và hát xoan đã đưa vào trong các nhà trường là một môn học chính của các em trong trường học. Lớp nào cũng hát xoan, cô giáo nào cũng được chúng tôi truyền dạy. Các thầy giáo, cô giáo ở các trường học từ mẫu giáo cho tới Đại học Hùng Vương đều được chúng tôi đã truyền dạy, và bản thân chúng tôi cũng lại đến tại nhà trường truyền dạy cho các em. Thì hiện nay câu xoan của làng quê Phú Thọ, của vùng quê Phú Thọ miền Trung Du ấy vẫn vang vọng và vẫn gìn giữ, và chắc chắn rằng các em sẽ gìn giữ mãi mãi muôn đời sau, trường tồn cùng với dân tộc Việt Nam và thế giới. Thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch thì chúng ta có thể thấy được những nỗ lực truyền dạy và những nỗ lực lưu giữ và truyền dạy nghệ thuật hát xoan của gia đình đã trải qua 5 thế hệ gắn bó với hát xoan. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát xoan Hát Đón Đào do nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch và tốp nghệ nhân của phường Xoan An Thái biểu diễn. Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, Phú Thọ có 4 phường hát xoan và An Thái là phường xoan gốc. Nhiều tiết mục của phường xoan An Thái đã tham gia biểu diễn trong và ngoài tỉnh, giành được giải thưởng của tỉnh Phú Thọ. Năm 2005, cùng với nghệ nhân Nguyễn Thị Hải, thì bà Lịch đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và là hai trong số 7 nghệ nhân của phường xoan An Thái hiện nay. Đầu năm 2010, phường xoan An Thái đã được Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hồ sơ hát xoan Phú Thọ trình UNESCO công nhận hát xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Và xin được cảm ơn nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lịch cùng với top nghệ nhân của phường xoan An Thái đã mang đến quý vị khán giả ngày hôm nay những tiết mục hát xoan rất là đặc sắc, và xin chúc cho các nghệ nhân sẽ có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục lưu giữ truyền dạy nghệ thuật hát xoan đến với đông đảo cộng đồng. Xin cảm ơn các nghệ nhân và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đi à muôn công, mồ hôi có nếp lầu, lá hở y à phong đăng, thì hoa công đi à đây.